Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính và ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, từ hôm qua đến nay thì Đinh Thị Lan cũng đã làm mưa làm gió ở trên mạng xã hội khi mà cô ta đã nhận được kết quả từ tòa án về cái vụ liên quan đến chị gái của cô ta. Và có lẽ rằng cô ta đang rất là hả hê thì ngày hôm nay kênh Phúc Tài Chính sẽ dành video này để cùng bàn luận về Đinh Lan với cô chú anh chị. Và như cô chú anh chị và mà các bạn đã biết ấy, thì đinh lan là một cái tên mà khiến rất nhiều người phan chính nghĩa bức xúc suốt thời gian qua khi mà cô ta đã liên tục tấn công cô nguyễn phương hằng trên mặt trận pháp lý từ sơ thẩm phúc thẩm đến tận giám đốc thẩm và không chỉ thế là liên tục tấn công chửi bới xuyên tạc bà nguyễn phương hằng ông huỳnh nguy dũng công ty cổ phần đại nam ở trên mạng xã hội và với cái sự liên tục tấn công như thế thì phan chính nghĩa vô cùng bức xúc và luôn đặt một câu hỏi tại sao đến giờ này đinh lan chưa bị xử lý và theo như một khảo sát mà Phúc Tài Chính đã đăng lên ở trên Youtube thì theo cô chú anh chị và các bạn khi mà CEO tiến hành cuộc chơi pháp lý thì ai mà dễ ra đi theo như Hàn Ni và Trần Văn Sĩ nhất thì có đến 64% đã bình chọn cho cái tên Đinh Lan. Điều này đủ thấy là Đinh Lan suốt thời gian qua đã vu khống xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng nhiều như thế nào. Và thưa cô chú anh chị và các bạn thất bại trong phiên tòa sơ thẩm phúc thẩm và thất bại ngay cả trong phiên tòa giám đốc thẩm nữa thì Đinh Lan đã cuối cùng chẳng sơ múi được gì ngoài 18 triệu đồng bồi thường của bà Nguyễn Phương Hằng Cô ta thì muốn bồi thường hàng tỷ hàng tỷ cơ nhưng đó chỉ là một giấc mơ xa vời khi mà cô Nguyễn Phương Hằng đã được trở về sớm hơn thời hạn và chính vì điều đó thì đã khiến Đinh Lan cực kỳ cực kỳ cực kỳ cay cú khi mà bỏ ra rất nhiều tiền thuê luật sư nhưng mà chỉ mang về được có 18 triệu đồng không đủ tiền tiền trà nước rồi đi ăn uống và chắc chắn là với cái vụ kiện của bà Nguyễn Phương Hằng thì Đinh Lan lỗ nặng Vì vậy nên Đinh Lan đang rất hy vọng vào cái vụ kiện mà liên quan đến chị gái cô ta Và cô ta từ ngày hôm qua đến nay thì đã đăng những cái thông tin lên những cái video tỏ ra rất là hả hê Và tuy nhiên thì Phúc Tài Chính vẫn đánh giá là cái vụ kiện mà liên quan đến chị gái của cô ta bị thương tích ấy, Thì cô ta vẫn thất bại bởi vì chúng ta có thể quan sát thấy Cái mục tiêu mà cô ta muốn triệt hạ chính là bà Nguyễn Phương Hằng nhưng mà đến cái giờ này khi mà viện kiểm sát đưa thông tin về thì là không hề liên quan đến cô nguyễn phương hằng ở trên youtube ấy, thì cô ta luôn dí là các youtube nói đến cô ta là nhận tiền là chịu cái sự sai khiến của bà nguyễn phương hằng nên là mới tấn công đinh lan và cô ta muốn quy chụp cô nguyễn phương hằng là chủ mưu là chùm sỏ ông huỳnh huy dũng là chủ mưu là người đứng sau nhưng tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ từ một mình đinh lan và đến ngay cả cái vụ kiện mà liên quan đến chị gái cô ta bị thương tích ấy, thì cô ta cũng chỉ muốn bà nguyễn phương hằng là chủ mưu nhưng cuối cùng không có cái điều đó xảy ra. Và chúng ta hãy cùng theo dõi về cái vụ việc liên quan đến cái vụ kiện này nha. Và Đinh Lan có đăng rằng truy tố Vũ Văn Thịnh và youtuber Nguyễn Việt Anh kênh chuyển đời thường ra tòa đầu tháng 11 năm 2024 xét xử vụ án đánh chị Đinh Thị Chiên, chính là chị gái của Đinh Lan đấy. Thương tật 20% ngày 9 tháng 2 năm 2022 tại Gò Vấp. Và đây chính là thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Gò Vấp ngày 18 tháng 10 năm 2024, thông báo về việc truy tố bị can trước tòa án. Căn cứ Điều 42 và Điều 240 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự ngày 16 tháng 10 năm 2024, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp đã ban hành cáo trạng số 325 CTVKSGV đối với vụ án Vũ Văn Thịnh và Nguyễn Việt Anh bị truy tố về tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 2 điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp thông báo cho bà Đinh Thị Chiên biết nơi nhận là bị hại lưu tại HSVA HSKS Huy, kiểm sát viên Dương Thành Huy. Và thưa cô chú anh chị và các bạn như vậy, với cái vụ án liên quan đến chị gái của bà Đinh Thị Lan là Đinh Thị Chiên đã bị thương tích sau những cái cuộc xô sát thì cuối cùng là viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp đã quyết định là sẽ truy tố hai người là Vũ Văn Thịnh và Nguyễn Việt Anh. Như vậy là không có điền võ cũng như là không hề dính dáng đến cô Nguyễn Phương Hằng ở đây. Vậy thì bây giờ khi đã có kết luận tòa án như thế này rồi và bao nhiêu cái thời gian trước đây thì Đinh Thị Lan luôn luôn cố dí bà Nguyễn Phương Hằng là đồng bọn. Nào là các YouTuber nghe theo cái sự sai khiến của bà Nguyễn Phương Hằng, rồi thậm chí là còn mớm lời ở trên mạng nói rằng là à, những người này hãy khai ra bà Nguyễn Phương Hằng là người đứng phía sau đi. Vậy thì tất cả những điều này có phải là vu khống cho bà Nguyễn Phương Hằng hay không? Có lẽ đây chính là những cái điểm, những cái cơ hội thích hợp để cô Nguyễn Phương Hằng có thể dí đánh đinh lan cái tội 331, cái tội mà vu khống, hạ nhục xúc phạm cô Nguyễn Phương Hằng ở trên mạng xã hội. Và thưa cô chú anh chị và các bạn như một cái chia sẻ của cô Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ thì bản thân cô Nguyễn Phương Hằng đã trải qua cái cảnh ở trong tù rồi nên là cũng không muốn ai vào tù nữa. Và đặc biệt là cô ấy cũng đặt một cái câu hỏi là liệu rằng đưa những cái kẻ lươn kia vào trong tù thì cô ấy sẽ được cái gì? Tuy nhiên ấy, tức là cô Nguyễn Phương Hằng đã muốn tha thứ và là đã nhân nhượng để mà coi như là bỏ qua cho chúng nó rồi. Nhưng mà chúng nó vẫn xông lên, nó lại nhờn. Cứ xông lên tấn công cô Nguyễn Phương Hằng và và cuối cùng cô Nguyễn Phương Hằng đã mạnh mẽ chơi con đường pháp lý và với cái con đường pháp lý ấy, thì cô Nguyễn Phương Hằng thứ nhất là có tiền thứ hai là có thời gian có tiền để thuê luật sư có thời gian để mà lên làm việc với các cơ quan chức năng bao nhiêu ngày thì tòa gọi bao nhiêu ngày thì tòa gọi đấy thì cô Nguyễn Phương Hằng vừa có tiền vừa có thời gian thì đủ mọi cái điều kiện để mà chiến với cái cuộc chiến pháp lý này và có lẽ chúng ta cũng trông chờ vào cô Nguyễn Phương Hằng và như cháu phúc tài chính nói thì suy cho cùng chúng ta vẫn chỉ là khán giả thôi còn như cháu phúc tài chính là người đưa tin đến với cô chú anh chị còn người trong cuộc ở đây là cô nguyễn phương hằng và có lẽ chúng ta cũng mong chờ những cái kết quả từ cuộc chiến pháp lý của cô nguyễn phương hằng và nếu như những kẻ như đinh lan hoàng duy hùng hoàng kim dung mà bị rồi là phan phong nữa mà bị trừng trị bởi pháp luật thì thực sự chắc chắn là người dân sẽ vô cùng là vui mừng chứ không thể nào là vô pháp vô thiên suốt ngày lên chửi bới bà nguyễn phương hằng hạ nhục bà nguyễn phương hằng ở trên mạng xã hội để mà kiếm tiền được Nhưng cái cái cách kiếm tiền này phải được bài trừ ra khỏi một xã hội văn minh và chắc chắn là vào tháng 11 này khi mà cái sự kiện này diễn ra cũng sẽ là một cái sự kiện tâm điểm bởi vì cũng liên quan đến anh Nguyễn Việt Anh là YouTuber chuyển đời thường và cháu phục tài chính cũng đã gặp anh Nguyễn Việt Anh rồi. Anh cũng rất là hòa nhã và vui vẻ cô chú anh chị ạ. Sở lời và có lẽ là trong những cái cuộc xô sát và là cảm xúc mọi thứ thì đến bây giờ dính vào cái liên quan đến vụ kiện này thì hy vọng rằng cô chú anh chị có thể sang kênh chuyển đời thường anh Nguyễn Việt Anh để có thể là đăng ký kênh ủng hộ anh ấy cũng như là mua hàng để anh ấy có những cái tài chính để có thể đối trọi với Đinh Lan và bây giờ thì Phúc Tài Chính cùng với cô chú anh chị sẽ đọc cái quyết định của tòa án để tìm hiểu rõ ràng về nội dung cái vụ kiện này nha ở đây thì Đinh Lan đăng một số tờ lên thì cháu Phúc Tài Chính sẽ đọc những cái thông tin trong này Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo về tội cố ý gây thương tích theo khoản 1, điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 là chưa phù hợp vì bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ theo điểm D khoản 1, điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 và có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội, mặt khác Bị cáo cùng các đối tượng Nguyễn Việt Anh, Võ Minh Điền, Trần Hoàng Ngoan, Trần Đức Huân, Nguyễn Tài Phát, Võ Minh Quý có hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt của bị hại số tiền 120 triệu đồng và một sợi dây chuyền trị giá 30 triệu đồng có dấu hiệu của tội cướp tài sản nhưng chưa được cấp sơ thẩm làm rõ nên có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm do đó luật sư đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm giao hồ sơ về cơ quan tố tụng quận gò vấp để điều tra lại vụ án và khi điều tra lại thì đề nghị thay đổi điều tra viên tạ trần anh tú bị hại đinh thị chiên đồng ý với quan điểm bảo vệ của luật sư đồng thời bổ sung tại thời điểm vũ văn thịnh gây thương tích cho bị hại thì võ minh điền có hành vi đạp vào chân của bị hại còn các đối tượng là youtuber khác có hành vi hô hào tất cả đã được quay video và video này bị hại đã cung cấp cho điều tra viên tạ trần anh tú sau thời điểm xảy ra vụ án các đối tượng còn đăng lên trên mạng xã hội để bôi nhọ nhân phẩm làm nhục danh dự của bị hại do đó bị hại đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại và đề nghị thay đổi điều tra viên sơ thẩm tạ trần anh tú về bồi thường thiệt hại bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền thuốc là 50 triệu đồng, chi phí đi lại và chăm sóc trong thời gian điều trị là 100 triệu đồng, tiền taxi di chuyển đi làm sau khi điều trị là 50 triệu đồng, bồi thường tổn thất tinh thần là 74 triệu 500 nghìn đồng, tài sản bị mất là 150 triệu đồng, trong đó có 120 triệu đồng tiền mặt và 30 triệu đồng trị giá sợi dây chuyển bị mất. Đại diện viên kiểm sát tranh luận đối với đề nghị thay đổi điều tra viên không thuộc thẩm quyền của cấp phúc thẩm nên không có cơ sở giải quyết. Kết thúc phần tranh luận, các bên đều bảo lưu quan điểm đã trình bày. Lời nói sau cùng, bị cáo Vũ Văn Thịnh xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nhận định của tòa án trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định như sau: Ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023, bị cáo Vũ Văn Thịnh có đơn kháng cáo xem xét giảm hình phạt và xin được hưởng án treo. Ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023, bị hại Đinh Thị Chiên có đơn kháng cáo xem xét toàn bộ bản án. Xét thấy đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại làm trong thời hạn luật định nên có căn cứ để xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. Trong vụ án này, ngoài việc xét kháng cáo của bị cáo và bị hại thì hội đồng xét xử phúc thẩm còn xem xét các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định tại điều 345 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2021, căn cứ lời khai của bị cáo Vũ Văn Thịnh, lời khai của bị hại Đinh Thị Chiên tại phiên tòa phúc thẩm cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa bị cáo vũ văn thịnh và bà đinh thị lan về việc bà lan nợ số tiền công xây dựng nhà và thịnh nhiều lần yêu cầu bà lan trả nợ nhưng không thành như vậy là xuất phát từ cái mâu thuẫn mà đinh thị lan nợ tiền của ông vũ văn thịnh sau đó thịnh nhận được cuộc gọi từ nguyễn việt anh về việc bảo thịnh đến nhà bà lan thì thịnh đồng ý Thịnh có mặt trước cửa nhà bà Lan từ khoảng hơn 12 giờ rồi chờ đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì gặp bà Đinh Thị Chiên và đến trước cửa nhà bà Lan thì Nguyễn Việt Anh hét lớn: "Đúng Đinh Thị Lan rồi." Sau đó, Thịnh bước đến sau lưng bà Chiên, dùng hai tay nắm vào vùng cổ áo khoác của bà Chiên, kéo bà Chiên đến trước quán cà phê địa chỉ 140 19 Lê Đức Thọ phường 6, quận Gò Vấp, rồi thình quật ngã bà Chiên nằm dưới nền đất. Vai phải bà Chiên va chạm với nền đất, chân thịnh tì đè vào lưng bà Chiên và vặn ngược tay của bà Chiên ra sau. Về phía bà Chiên đã nhiều lần nói với bị nhầm rồi không phải Đinh Thị Lan nhưng bị cáo vẫn hành động. Hậu quả làm bà Đinh Thị Chiên bị chấn thương vai phải gây chật khớp gãy móm quạ tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 20%. Theo kết luận giám định pháp y về thương tích số 347 TGT22 ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo Vũ Văn Thịnh mâu thuẫn với bà Đinh Thị Lan về việc nợ tiền xây dựng. Ngày 9 tháng 2 năm 2022, Thịnh đến nhà của bà Lan để gặp bà Lan không nhằm mục đích đòi nợ. Đến khoảng 16 giờ 00 phút cùng ngày, khi gặp bà Đinh Thị Chiên về trước cửa nhà bà Lan, thì Vũ Văn Thịnh ngay lập tức xông vào hành hung bà Chiên. Như vậy, bị cáo Thịnh đã vô cớ gây thương tích cho bị hại với tỷ lệ thương tổn cơ thể là 20% là có dấu hiệu thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ theo điểm D khoản 2 điều 134 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Nhưng cấp sơ thẩm lại, khởi tố, truy tố, xét xử bị cáo về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1, điều 134 của Bộ luật hình sự là chưa phù hợp. Do đó, việc điều tra ở cấp sơ thẩm chưa đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được và để đảm bảo quyền kháng cáo của các bên theo quy định nên cần hủy bản án sơ thẩm để điều tra truy tố xét xử theo thủ tục chung. Đối với Nguyễn Việt Anh hay còn gọi là anh YouTuber chuyện đời thường đấy là người đã gọi điện thoại bảo Thịnh đến nhà bà Đinh Thị Lan. Và khi bị hại đến nhà bà Lan thì chính Việt Anh là người chỉ vào bị hại nói với Thịnh đúng Đinh Thị Lan rồi. Ngay lập tức Thịnh xông vào hành hung bà Chiên. Lúc này Việt Anh đứng tại hiện trường nhưng không có hành động càn ngăn Thịnh. Do đó cần làm rõ hành vi của Nguyễn Việt Anh có đồng phạm với Vũ Văn Thịnh hay không. Nếu có căn cứ thì xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Việt Anh trong cùng vụ án này. Tại phiên tòa, bà Đinh Thị Chiên trình bày, ngoài Vũ Văn Thịnh gây thương tích cho bà thì có nhiều YouTuber hô hào, còn Võ Minh Điền là người đạp vào chân của bà và hình ảnh này có trong video mà bà đã nộp cho điều tra viên tại Trần Anh Tú, nhưng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm không xử lý đối với Võ Minh Điền là bỏ lọt người phạm tội xét thấy khi điều tra bổ sung cần làm rõ hành vi của võ minh điền có tham gia với vũ văn thịnh về việc gây thương tích cho bà đinh thị chiên hay không nếu có căn cứ thì xử lý võ minh điền theo quy định của pháp luật do bản án sơ thẩm bị hủy nên hội đồng xét xử phúc thẩm không xem xét giải quyết nội dung kháng cáo của bị cáo và yêu cầu bồi thường thiệt hại của bị hại Lập luận trên đây cũng là căn cứ chấp nhận lời đề nghị của đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và chấp nhận một phần lời trình bày của luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại tại phiên tòa. Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo Vũ Văn Thịnh có nộp số tiền 30 triệu đồng theo biên lai thu nộp tiền số AA2023 0011639 ngày 24 tháng 5 năm 2023 cho Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh để khắc phục hậu quả. Nhưng do bản án hình sự sơ thẩm bị hủy để điều tra, truy tố xét xử lại theo thủ tục chung nên việc Vũ Văn Thịnh nộp số tiền trên sẽ được xem xét giải quyết khi vụ án được cấp sơ thẩm thụ lý giải quyết lại theo quy định. Về án phí hình sự phúc thẩm, bị cáo bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm vì các lẽ trên quyết định căn cứ vào điều 345 điểm C khoản 1 điều 355 điểm B khoản 1 điều 358 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2021 chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại Đinh Thị Chiên hủy bản án hình sự sơ thẩm số 27-2023-HSST ngày 21 tháng 2 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để chuyển cho Viện Kiểm sát Nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết theo thủ tục chung. Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự, Nghị quyết 326-2016, UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị cáo bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. Thay mặt hội đồng xét xử phúc thẩm, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Ngô Ngọc Thắng. Như vậy với kết luận này của tòa án thì không liên quan gì đến bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng YouTuber như là Võ Minh Điền hay là Trần Hoàng Ngoan cũng không liên quan đến vụ án này. Vậy mà trước đấy bà Đinh Thị Lan chưa chi đã cầm đèn chạy trước ô tô ra rả ra rả nói là bà Nguyễn Phương Hằng là chủ mưu, rồi là Võ Minh Điền và Trần Hoàng Ngoan liên quan đến thế này thế kia. Đến bây giờ quyết định của tòa án như thế này rồi thì những người đó có quyền kiện lại bà Đinh Lan cái tội vu khống ở trên mạng xã hội của chú anh chị ạ. À. Và hiện tại thì Đinh Lan cứ như kiểu là được mùa lên để nói như kiểu là mình nắm đạo lý Và những người như Vũ Văn Thịnh và đặc biệt là Youtuber chuyện đời thường sẽ phải chịu cái mức án cao Thì chúng ta hãy cứ chờ đợi, chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng xem cái việc là xét xử cái vụ án này lại như thế nào nhé Và đó là cái thông tin trên kênh Phúc Tài Chính ngày hôm nay Cô chú anh chị có thể đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất nhé Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán Cô chú anh anh chị và các bạn có thể mua ủng hộ nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Để chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Cao Hồng Sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh rán và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và Cao Hồng Sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc Sâm 6 năm tuổi hộp 240 gram với giá là 625.000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 nha và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc không chỉ mang tới hương vị thơm ngon dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi và ở trong đây có tất cả là 300 g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc tài chính là cẩn thận không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn Thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này Cực kỳ là chất lượng Tài chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé Đây như thế này và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi và tổng cộng sẽ là 300g là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp, màu sắc mùi vị của loại hồng sâm cổ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng, mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm sơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này hỗ trợ suy ngược thần kinh và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt được sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một hộp là 300 g và với 10 củ lớn thì với giá là 1 triệu 550 nghìn đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 g với 10 củ lớn như thế này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 để Phúc tài chính gửi cây điều hờ này đến với cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200g nhá cô chú anh chị nhé kẹo hồng sâm hàn quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm hàn quốc và vitamin c cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa có tác dụng là bồi bổ cơ thể này À, hạn chế cái sự lão hóa tăng sức đề kháng tăng khả năng hoạt động của não bộ chống mệt mỏi và giảm stress và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể ngày hôm nay thì phúc tài chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này mà mua hai kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000 mua hai tặng một cô chú anh chị nhé Mua cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với phúc tài chính nha đặc biệt với đơn hàng trên một triệu đồng thì bên phúc tài chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất chính là nước hồng sâm chính phủ kgc này và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36 phần tinh chất hồng sâm hàn quốc 6 năm tuổi cô đặc và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này mệt mỏi căng thẳng nhức đầu giúp tỉnh táo tinh thần nâng cao cái hệ thống miễn dịch này phòng ngừa tiểu đường đẹp da chống oxy hóa bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70 ml 70 ml và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780 000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900 950 000 cơ nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mập ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Và cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị nhé Và bây giờ Phúc Tài chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ, bổ máu, mát gan, bổ thận, giảm cholesterol, này, phòng ngừa tiểu đường này. Bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp kích thích ăn ngon miệng hơn đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da hạn chế lão hóa thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi căng thẳng thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này hay là những ngày mà di chuyển đường dài làm việc vất vả tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái điều rất là hời Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 và để nhận được cái điều rất là hời này cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 590 012 Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn À, một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng đó chính là mật ong sâm hàn quốc mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580 g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580 g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe và và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước, dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580 g với giá là 250.000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài chính qua số điện thoại 0374 để nhận được cái điều hời này nha Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá và một gói sẽ là 70 ml. Và Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá Và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này. Và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này Thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành tăng cường sức đề kháng này hỗ trợ tăng cường trí nhớ khả năng tập trung đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm và những cái sản phẩm sâm như thế này thì phúc tài chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của phúc tài chính uống nên là phúc tài chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415 nghìn Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn Và đặc biệt những cái đơn hàng trên một triệu đồng Thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé Trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé à, nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng uh, rất là cao giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây Đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này Và đây là cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời Đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có cổ Với mỗi một chai là 120ml Thì cái giá sẽ là 345.000 Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590. 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng của chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc, nước uống bổ sung năng lượng này giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, người lao động nặng nhọc và stress cao. Công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này giải khát, tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực nhanh chóng này bổ gan mát gan mát phổi, giảm mỡ máu, cải thiện tình trạng thiếu ngủ, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ. Và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng và đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi Và hơn thế nữa cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa chỉ với 145.000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45.000. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị. Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ, nhung hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc lão hóa, đem lại làn da mềm mịn căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được được cái điều này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha Và đặc biệt, với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị, trà hồng sâm KGC Hàn Quốc Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này dễ dàng mang đi bất cứ đâu cái phúc tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này Dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi Để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng Khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm Có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng tăng cường sức đề kháng này giảm căng thẳng mệt mỏi cải thiện tim mạch cải thiện trí nhớ làm đẹp da này thải độc bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và cách cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng hai lần mỗi lần pha hai cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị nên dùng sau mỗi bữa ăn lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300 g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. À. Ngày hôm nay Phúc Tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300 g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái điều rất là hời này nha đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả hãy gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nhé. Cô anh chị và các bạn đó chính là An cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ ăn cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm thành phần chính là củ hoài sơn cam thảo mật ong ngoài ra còn có rễ xài hồ bồ hoàng phục linh xạ hương xuyên khung công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này làm giảm đau đầu thiếu máu não tác động mạch vành hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên này ấy, thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng Giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp ăn cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt Và ngày hôm nay thì có một cái điều rất là hời Đó chính là khi mua một hộp ăn cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cái giá chỉ là 880.000 thôi Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng Đó chính là sẽ được tặng một tuyết dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Với giá là 120.000 Và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45 000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374 590012 nha. Phúc tài chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc tài chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Cũng lại hộp táo đỏ. Phúc tài chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này, đây là một loại hộp nữa. Đây là đều là hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là bốn loại táo đỏ như này. Đây, bốn loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây. Bốn loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau và liệu là cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này bổ não phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Các tài chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu, an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này hoặc là để ăn liền hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé táo đỏ này thì sẽ là một cân cô chú anh chị nhé, đây một cân táo đỏ như thế này và có tất cả là bốn loại cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn chúng ta có thể là uh, vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe hoặc là có thể đem đi uh, biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này và phúc tài chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165 nghìn và sẽ được tặng một kẹo sâm của chú anh chị nhé tặng một kẹo sâm 45 nghìn đây là một cái điều rất là hời trong ngày hôm nay cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nhé bốn loại táo đỏ này thì đều đồng giá của chú anh chị nhé hai hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165 nghìn tặng một kẹo sâm 45 nghìn một hộp táo đỏ thì sẽ là một cân của chú anh chị nhé đây hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000 tặng một kẹo sâm 45.000 thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374590012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái điều hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn Trà dưỡng nhan Đông trùng cao cấp Hàn Quốc rất thích hợp cho các cô chú uống để cải thiện sức khỏe cũng như là nhan sắc của mình sau những cái giờ phút căng thẳng và mệt nhọc. Và phúc tài chính sẽ mở hộp này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Ở bên trong này đầu tiên sẽ là một tấm thiệp cảm ơn từ nhà sản xuất. Và tiếp theo ở trong này sẽ có tất cả là 25 gói trà dưỡng nhan đông trùng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là cận cảnh của một gói trà dưỡng nhan đông trùng, bao gồm tất cả là 6 vị hòa quyện với nhau, gồm hoa cúc vàng, kỷ tử, táo đỏ, long nhãn, đông trùng hạ thảo sấy khô, có vị ngọt tạo nên một hương vị trà hấp dẫn, dễ uống, thơm ngon, bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Trà giúp cô chú anh chị và các bạn thanh nhiệt, giải độc, giảm mỡ máu, hạ men gan, tăng cường nội tiết. Đặc biệt là sự kết hợp của hoa cúc vàng và đông trùng hạ thảo sẽ giúp phòng chống ung thư hiệu quả. Trà dưỡng nhan này sẽ giúp giảm stress, an thần, giúp tinh thần luôn thư giãn, thoải mái. Đặc biệt là giúp giảm bọng mắt và quầng thâm nữa thành phần trong trà dưỡng nhan đông trùng này giàu chất oxy hóa giúp hạn chế ngăn ngừa nếp nhăn và sự lão hóa của da như vậy trà dưỡng nhan không chỉ là một thức uống thơm ngon mà là một sự lựa chọn rất tốt cho sức khỏe và làn da của cô chú anh chị với sự kết hợp độc đáo giữa những thành phần hoàn toàn là thiên nhiên sản phẩm hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích đến cô chú anh chị Tốt cho cơ thể và tốt cho cả làn da nữa Và nếu như cô chú anh chị và các bạn đang cần một sản phẩm bồi bổ sức khỏe Để đem biếu tặng và dành cho bản thân Thì có thể mua trà dưỡng nhan đông trùng Hàn Quốc này nha Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp trà dưỡng nhan đông trùng cao cấp Hàn Quốc Với giá 175.000 Cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm trị giá 50.000 Hãy nhanh tay gọi đến số 033 74590012 để đặt mua điều hồi này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị một loại trà rất đặc biệt và phổ biến tại Hàn Quốc đó chính là trà hoa sâm Hàn Quốc và một gói này sẽ là 0,5kg cô chú anh chị nhé và trà hoa sâm thì rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi vì cái vị thơm rất đặc trưng của nó nếu như mà rễ sâm được biết đến với hàm lượng saponin cao thì trong hoa sâm thì hàm lượng saponin này là cao gấp 5 lần và tác dụng của nó sẽ là chữa chứng mất ngủ này, thiếu ngủ, men gan cao này, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp không ổn định. Và một túi trà hoa sâm này có rất nhiều công dụng mà cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn rất cần, đó chính là những ai mà gan yếu, đau dạ dày hay có vấn đề về đường ruột. Muốn ức chế tế bào ung thư, ngăn ngừa lão hóa, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cho da sáng khỏe thì có thể sử dụng cái trà hoa sâm Hàn Quốc này. Và ở bên Hàn thì người ta sử dụng cái trà này rất là nhiều để bồi bổ cơ thể. Và khi sử dụng trà hoa sâm thì người Hàn Quốc họ có thể ăn trực tiếp hoặc là hãm trà. Khi mà chúng ta ăn trực tiếp ấy thì nó có vị hơi đắng nhưng mà có hiệu quả vô cùng với những cái bệnh như đau dạ dày, đau bụng hoặc đau họng do ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia hoặc là cô chú anh chị và các bạn có thể pha cái trà hoa sâm này với nước từ 90 độ trở lên để có thể thưởng thức cái vị trà hoa sâm thơm tự nhiên, có thể dùng thêm với mật ong hoặc là đường để tăng thêm cái hương vị thơm ngon. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi mua một gói trà hoa sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với túi 0,5kg này Thì sẽ có giá là 330.000 Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000 Và để nhận được cái điều hời này cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 nha và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Và tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, gói lá kim vụn trộn cơm ăn liền Hàn Quốc. Đây chính là món rất tốn cơm và đặc biệt là các bạn nhỏ rất là thích. Mỗi túi này sẽ là 70 g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Và thành phần gồm rong biển, dầu ô liu, muối biển, vừng rang Và lá kim vụn đã được tẩm ướp và rang xào chín Rắc vừng sử dụng ăn liền với cơm rất là ngon miệng và bổ dưỡng Đặc biệt là hấp dẫn đối với trẻ nhỏ à, Cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ở đây bao bì này có sẵn là cái khóa zip này Thì mỗi lần ăn xong chỉ cần khóa lại để đảm bảo được chất lượng rất là tiện lợi Và đặc biệt loại rong biển ăn liền trộn cơm Hàn Quốc này cũng là một loại sản sản phẩm rất là bổ dưỡng cho sức khỏe Cô chú anh chị và các bạn có thể mua thưởng thức hoặc là cho các bạn nhỏ trong nhà thưởng thức nha Ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai bịch lá kim rong biển trộn cơm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Mỗi gói là 70 gram với giá là 150.000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một combo ba gói rong biển ăn liền Hàn Quốc Rất là hời phải không nào Và để nhận được cái deal này cô chú anh chị và các bạn Hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha và với những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính xin gửi tặng tới cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trong drama. Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng. Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông, mùa lạnh rồi thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó. Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1 kg cô chú anh chị nhé. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên, sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già, ốm yếu, suy nhược cơ thể. Thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát và rất tốt cho cổ họng và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro uống hai thì mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối thì ngày hôm nay phúc tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mua một lọ 1 kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ hàn quốc thì cái giá sẽ là 195 trăm chín và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45 mươi Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được nhận cái điều hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mật ong gừng Hàn Quốc lọ 1kg. Và bây giờ thì thời tiết đã chuyển về mùa đông, có những vùng miền đã lạnh rồi thì cô chú anh chị và các bạn có thể giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe bằng việc là sử dụng mật ong gừng này cho bản thân và gia đình nha. Và công dụng của mật ong gừng là làm dịu ho, cung cấp năng lượng cho cơ thể, dùng được cho trẻ trên 2 tuổi, đặc biệt là rất tốt cho người bị huyết áp thấp hay bị ho, giúp làm giảm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như ngạt mũi và cảm lạnh, rất tốt cho hệ tiêu hóa, làm ấm người tăng cường khả năng tuần hoàn máu, rất là có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất. Và mật ong gừng vị ngọt thanh thơm mùi gừng là món quà sức khỏe rất cần thiết khi mùa đông đến để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ mật ong gừng 1kg với giá là 205.000 đồng, thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp kỳ tử sấy khô organic 454g Và thưa cô chú anh chị và các bạn, kỳ tử được sử dụng cùng các vị thuốc khác như là táo đỏ này đẳng sâm để làm các món hầm tần chúng ta còn có thể sử dụng kỳ tử trong các bài thuốc đông y để chữa các bệnh giúp thanh nhiệt giảm sốt giải khát hiệu quả vào những ngày hè oi bức hay mà lúc mà chúng ta đang cảm thấy mệt hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể đặc biệt là xúc tiến quá trình tạo máu và giảm mỡ máu đặc biệt là kỳ tử còn có thể hỗ trợ chữa trị điều trị những cái chứng như là chóng này mắt hoa này nhìn mờ đau lưng mỏi gối và cái cách sử dụng là cô chú anh chị và các bạn có thể pha trà, uống lạnh, nấu ăn và làm thuốc. Và với rất nhiều công dụng trong cái loại hạt kỳ tử sấy khô này, organic, thì cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ mang tới một cái điều rất là hời đến với cô chú anh chị và các bạn. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một lọ kỳ tử sấy khô 454 gram, với giá là 195.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay cho Phúc đến số điện thoại 0374 012 nhé. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất quan trọng đó chính là dầu cá Omega 3 lọ 300 viên. Dầu cá omega 3 Hàn Quốc rất tốt cho cả gia đình, thành phần gồm DHA, EPA và hàm lượng DHA là nguồn cung cấp lý tưởng cho việc bổ sung dinh dưỡng và phát triển cơ thể cho trẻ em, phụ nữ mang thai sau sinh và kể cả là người trưởng thành. Omega 3 là một trong những loại chất béo giúp giảm nguy cơ bệnh tim, trầm cảm, mất trí nhớ và viêm khớp. Sản phẩm sẽ giúp phát triển não bộ và cải thiện thị lực, giúp ngủ sâu và ngon giấc hơn, hỗ trợ điều trị trầm cảm và giảm stress, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh tim mạch và sẽ giảm mỡ trong máu này, cực tốt cho làn da của chị em. Hỗ trợ trị bệnh viêm khớp dạng thấp, cải thiện sự thiếu chú ý, mất tập trung và tăng động chống lại các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ tiền mãn kinh và rất tốt cho người chăm sóc sức khỏe toàn diện, tăng cường trí nhớ và thị lực, giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan tuần hoàn huyết áp. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ dầu cá Hàn Quốc Omega 3 300 viên với giá là 525 000 nghìn Cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm. Hãy gọi ngay đến số 0374 590012 để đặt mua điêu hời này nha đặc biệt với đơn hàng trên một triệu đồng thì bên phúc tài chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất tiếp theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc hộp 180 viên. Tinh dầu thông đỏ được tinh chế theo công thức của người Hàn Quốc với thành phần chính gồm thông đỏ nguyên chất và một số vitamin khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe như A, E, K và các axit amin protein. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên là những giấy tờ đảm bảo hàng chính hãng, cô chú anh chị và các bạn có thể yên tâm mua hàng. Và bên trong sẽ có hai hộp tinh dầu thông đỏ như thế này và mỗi hộp sẽ có tất cả là 90 viên, tổng là 180 viên ở trong những cái vỉ rất là chất lượng như thế này. Và hộp tinh dầu thông đỏ này của hãng Samsung sản xuất nên là rất tốt và đảm bảo chất lượng. Và tinh dầu thông đỏ giúp làm sạch máu, làm tan lượng mỡ thừa, giảm chất phóng xạ, ngừa ung thư, giảm nguy cơ tai biến nhờ chức năng lọc máu cao, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa, điều trị hoàn toàn chứng hôi miệng. Tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc có khả năng làm giảm chậm quá trình lão hóa, duy trì tuổi xuân, giúp hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc điều trị bệnh. Và cách dùng thì cô chú anh chị và các bạn mỗi ngày sẽ uống từ 1 đến 2 viên sau ăn hoặc trước khi ăn 30 phút, chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 10 tuổi. Và đối tượng dùng sẽ là người suy giãn tính mạch, người tiểu đường, người có nguy cơ tai biến đột quỵ, người viêm gan B, sơ gan, men gan tăng cao, chức năng gan suy giảm, người bị mỡ máu, huyết áp và đặc biệt là nam nữ rối loạn chức năng sinh lý. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc 180 viên. Cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm trị giá 50.000. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374590012 để đặt mua điêu hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Thiệu được cô chú anh chị và các bạn cà phê Maxim nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một hộp này sẽ là 100 gói cô chú anh chị và các bạn nhé. Và loại cà phê này có hương vị nhẹ nhàng, thanh khiết. Đây là thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất Hàn Quốc, hương vị cà phê sữa thơm ngon, kết hợp với nguyên liệu được tuyển chọn từ những hạt cà phê tinh túy nhất. Và thành phần sẽ gồm cà phê hòa tan, đường trắng, sữa tách béo và không có chất hóa học cũng như là chất bảo quản ở trong đây. Và với hộp cà phê này thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần bảo quản ở nơi thoáng mát với nhiệt độ thường và một hộp cà phê Maxim này sẽ là một cân 2 và bên trong sẽ có tất cả là 100 gói cà phê như thế này rất tiện dụng để sử dụng và chắc hẳn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích uống cà phê Mỗi buổi sáng thức dậy mà chúng ta có một ly cà phê thì tinh thần rất là sảng khoái Đặc biệt là có một cái sự tập trung cao chào mới ngày bắt đầu Hay là những cái buổi chiều làm việc nếu như chúng ta mà chưa tỉnh táo sau cái cơn buồn ngủ buổi trưa Thì có thể sử dụng cà phê này để giúp chúng ta tỉnh táo hơn Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp cà xi si Maxim Hàn Quốc Nhập khẩu chính hãng với giá là 450.000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45 000 Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374590012. Và Phúc Tài chính đang đợi cô chú anh chị và các bạn gọi nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama để cho Phúc Tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp, này tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1 triệu 290 nghìn đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo xâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Mời cô chú anh chị và các bạn đến với sản phẩm một cân nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc. Với hình ảnh sản phẩm ở ngay trên màn hình đây, nấm linh chi có tác dụng rất tốt kháng độc tố, làm cân bằng huyết áp, tác dụng nâng cao chức năng gan, giải độc mát gan, bổ khí, làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Và khi cô chú anh chị và các bạn sử dụng nấm linh chi thì sẽ giảm đau nhức, giảm mất ngủ, chống dị ứng và ung thư, tăng cường khả năng của thận, làm cho da rẻ hồng hào, điều hòa kinh nguyệt, giúp cơ thể luôn tươi trẻ. Và cái cách bảo quản nấm linh chi sẽ trong tủ lạnh, ngày uống 3 lần trước bữa ăn. Thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà cô chú anh chị sử dụng nấm linh chi thì sẽ có cách sử dụng cây bột thì chúng ta sẽ hãm nước sôi vào cốc rồi uống trực tiếp hoặc là thái lát thì cô chú anh chị có thể là đun sôi để nguội rồi chắt nước để uống. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Khi cô chú anh chị và các bạn mua 1kg nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc Với giá là 850.000 đồng Tặng ngay một gói kẹo sâm Thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 cô chú anh chị nhé Là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng Thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn Cuốn nhật ký drama truyền kỳ Để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama Thì rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này Thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên Để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo Nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng Từ Phúc Tài Chính nha Có một chị đã gửi về cho Phúc làng Chị xài thấy tốt em ạ à. Em cảm ơn chị nhé Chị nhận được hàng rồi em nhé Cảm ơn em, dầu gội ok lắm em Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn chị ạ à. Và tiếp theo là feedback từ Đơn An Cung Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng Sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài chính và Phúc Tài chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú, anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có. Thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú, anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 Đừng ngần ngại cô chú, anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú.